các bác đã quá quen thuộc với cảnh phố thị đông đúc thì hãy cùng hai chiếc trải nghiệm du lịch Cần Giờ để hít thở không khí trong lành và khám phá vẻ đẹp hoang sơ yên bình ở nơi đây với top 3 homestay gần trung tâm mà giá lại rất phải chăng nha. 1. Saigon Forest, một khu cắm trại nổi tiếng ở Sài Gòn với không gian rộng lên đến 1.000m2 nằm ngay cạnh bờ sông Cần Giờ, mang đến một không gian nghỉ xanh mát, lều trại xinh xắn ngay bên bờ hồ với quả view cực chill. Đến đây thì các bác chẳng cần mang gì, chỉ cần mang một tinh thần vui chơi hết mình để trải nghiệm những hoạt động từ chèo súp, câu cá, bắn cung, BBQ nha. 2. Phúc Homestay Cần Giờ, vừa mới đặt chân đến đây mà em ưng khu vườn có hồ cá coi nhỏ xinh xắn ngay quá, em kim làm điểm check-in rồi đó nha. Nổi bật với thiết kế hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, phòng ngủ rộng rãi và điểm cộng là khu vực ban công thoáng mát cực chill cho các bác ngồi relax cả ngày không chán. 3. Ruby Homestay, với những căn bungalow mái vòm cực kỳ ấn tượng, bên cạnh được đặt chậu cây xanh xinh xắn, Ruby Homestay còn thu hút bởi bể bơi ngoài trời lớn với khu vui chơi miễn phí dành cho trẻ em, khu vườn rộng rãi và thoáng đãng cực chill cho các bác ngồi nướng BBQ đến sáng luôn nha. Và những điểm lưu trú chất lượng thế này thì mình sẽ ngay cái kèo với gia đình bạn bè đến Cần Giờ quẩy tới bến đi nha các bác ơi.